Bonsai Úc Nguyễn xin chào mọi người đang xem kênh. Hôm nay một số anh em có mang về một phôi hải châu biển và hải châu núi. Bây giờ em sẽ sell bán lô hải châu núi trước. Những lô hải châu biển này em sẽ bán sau. Mời anh em xem qua một lượt. Hôm nay có tổng cộng là 7 cây hải châu núi. Lá nhỏ nha. Những cây này giá sẽ tùy theo kích thước anh em muốn cắt xuống. Vì cây rất là cao to. Anh em nào muốn cắt xuống tầm nào thì chụp màn hình và đánh dấu điểm cắt, em sẽ cắt và gửi đi. Lá vẫn còn trên cây nha. Hải châu lá này lá nhỏ nè. Anh em yên tâm, không phải là hàng hải châu lá lớn. Em xin bắt đầu. Cái này là hải châu mã số 8, hoành 40, cao 1m. Giá thì anh em xin liên hệ số điện thoại mình hoặc Zalo theo số điện thoại. Tiếp theo là cây mã số 9, hoành 37, cao là 92. Mã số 10, hoành 37, cao 60. Giá thì anh em inbox vào Zalo để thương lượng giá. Tại vì giá cây sẽ thay đổi theo kích thước của chiều cao của cây. Cây này có một lỗ nha. Lỗ này không sâu nha. Chỉ tầm này thôi. Mã số 11, hoành 53, cao là 120. Cái bộ đế rất là hay. Tiếp theo cây mã số 12, hoành 36, cao 106. Cây mã số 13, hoành 40, cao 78. Cây cuối cùng là mã số 14, hoành 42, cao 130. Những
cái này là em bao lá nhỏ nha, nên anh em yên tâm. Anh em chốt cây xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Ở số điện thoại này là cũng là Zalo của em. Sau lô Hải Châu núi thì em sẽ sale bán lô Hải Châu biển. Em xin kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em vào video tiếp theo.